mất thẻ bỏ nhóm nắng cướp bởi cái hard skill bởi đáy cướp phát soft skill tôi dương miên thèn là ca đôi bởi đáy đồng bay ơi cướp nắng miên chùm niên hard skill lờn bình. Ok, lấy trăm cụ repeat đó. Mật phẹo bởi ôn còn miên hard skill hay còn sáu soft skill. Chẳng bồn xua thật ta dương chui quát dạng mách đầm bay ơi quát bà cái soft skill năng thái mươi mạch. Chà là cổ. Xùm nuôi anh chăng ấy? Chà. Bà. Nhóm chăng ơi cướp nắng bà cái hard skill. À, quát bà cái hard skill sạp hời. Quát bà cái soft skill. Ồ, chật lắm ấy. Ok. Bồn. Bà bồn mình vô tòa thấy bồn màu mốc bà này. Mà rốt mà. Kẻ đại yêu bó xa tôi chun mất phẹo bao nhiêu mùi. Ba lỗ. Hay bốn ai của họ mánh màu đài. Bốn ai của họ mánh màu đài. Ờ, bà nó con chả nó. Nè, sô chi và thoa bà năng miên soft skill nóng luôn nè. Bà năng có miên tăng múc camera. Ok. Bốn xua tha ta. Dương riêng soft skill chẳng mạch. Lục hú. Chế soft skill màu bình nè. Tôi phải cùng lúc hay xong lúc nơi cho mùi. Bà tôi phải cùng lúc hay xong lúc nơi cho mùi riêng. Bà phải cùng lúc ổn. Bà. Nâng riêng này riêng soft skill ấy. Bà tôi kia lúc tích. Kia lúc tích. Hay xong lấy tu ra xa bóng xong telegram. Đầm bây oi bóng bà riêng bà ổn tìm mùi bà riêng sao pram. Tì bí bà riêng à rây mẹ rồi bỏ bà sàm sàm bốt. Ôn ná. Tì bấy ai bóng bà riêng bí sẽ chạc cắt để nhu khăn tay tư vốn nơi khám mênh chẳng mong ở khăn tay ở chân. Hãy tư vĩnh chụp mê phùm. Chụp mê phùm, chụp mê khùm xua thả ôm ôm. À cô ca tàng pram phùm khùm miên sở vật tập hiếp nâng miên sở y khá lạ. Hãy khá nông nâng kê mà nói miên bóng tối bóng thông là khá nông phùm ạ. Chẳng vì cha bóng tôi bóng thông tới miên soft skill nóng khá luôn em ạ nè. Trẻ mà tôi tam plâu và hai ọt soft skill lê tạm ứ. Mẹ ọt. Mẹ nè. Hãy bà hai nhà hướng set on chất chờn với ọt miên soft skill lê chẳng riêng bàn. Ốn mà thôi mà vinh phanh cùng lia bóng. Mà. Nàng ngày mà chất khú vinh. Mà. Bài chương nó bói khú bàn lò. Mà khá nè. Cú bàn bà riêng soft skill bà ôn khá nợ. Bàn bà riêng này lúc rù. Anh đang mến trư xa đây á nè. Ôn anh thay anh cung, anh thay anh cung chỉ trư xa đây rồi có thay anh cung mến tệ. Bà thay anh cung mến tệ. Bàn mến. Bà nơi vọt ai. Ô anh vọt luôn ai nhỉ. Ok chẳng. Anh đang cứ dừng riêng hai mùi tiết. Ôn anh chọn riêng soft skill khá lăng á. Ôi tệ chua bông bà ôn khám ai dừng. Nhờ nhâm đã quát, cổ rút quát, chùm riêng xua quát. À nâng cái hai tham môn là cung cắt mình mốt đốt mình trẻ. Mình chẳng. Chưa xa chừng yên chừng ngang ta đã trẻ anh đã kế mốc bông chào. Mẹ nè ồn. À nâng riêng sau kia lấy. Mới à lấy tự cho cả lấy nóng hay chùm riêng xua bông phôn dương mà chùm mà hay nhờ nhâm đã quát phòng. Cho cả đá vơ mà chúc. Thôi con cầm ló. Chùm riêng xua mất phẹo dương mới. À, tôi chết đi. Nè chết khá nè. Ừ. Nàng ơi màu vinh, màu vinh, ôn màu vinh. Ờ à, màu vinh. Sẽ bích nè múc nè chìm riêng xua gọt phỏng. Ê ôn tích cũng vô chiên gọt bê. Ờ lõ, lõ con tiết đây ở bó xa tơ chung gọt mùi. Bà. À lấy. Ôn ấy cho nơi nâng nè. Hay khú cho nơi lưới cha nè. Hai đấy bạn khùng côi như vậy mùi ở này. Hai đấy bạn khùng côi. À năng chia sâu chi và thoa chia ca cổ rút đó là này nè mẹ nè. Hãy cho bà khu cho như vậy chạy. Mau bên nè. Mau bên nè. Ê mau bên nè. Xâm đáy hi nè. Mau bên nè. Bọn bọn mơ mơ cây với ca chung chẳng mạch. Nó bù môn. Bù môn công cắt mà clip bà năng cho tôi bỏ ho. Chung không mạc kì. Ờ tiệt. Mau bên nè. Dì lưu đi mơ. Mà
ើពី NPIC លោកគ្រូចេះសោចទេមានអារម្មណ៍មកយើខ្លាចខ្លាចទេអានឹងខ្ញុំខ្វះអីខ្វះសិលធម៌ខ្វះ soft skill មកដុំតណាគឺសុជីវធម៌នៃការនិយាយមែនអូនចាខឹងគ្រូអត់គ្រូធ្វើមិនអត់ទេគ្រូការសំដែងអូខេអរិយណាអូខេអញ្ចឹងពាក់ឲ្យជើងវិញឥឡូវអូនសួរថាមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងគាត់ខ្សោយ soft skill ហើយជួយបង្រៀនគាត់ម៉េចបាទបាទស្ដាប់សំណួរតើអូនអូនទៅវិញចោះគ្រូគ្រូឈរមកខាងនេះតិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងកង្អុយសំណួរមិត្តភ័ក្ដិគាត់ខ្សោយ soft skill បាទអញ្ជើញទៅវិញចោះមិត្តភ័ក្ដិគាត់ខ្សោយ soft skill គាត់សួរថាតើមានផែនការយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្ដិគាត់នឹងបកកែ soft skill ឡើងវិញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអូនស្រីមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនមកអត់អត់បានមកហើយមែនទេសំណួរហ្នឹងផ្ដាំតាមបងឯងមកមែនទេអូនឯងសួរឲ្យគេល្អផ្ទះដៃជូនគាត់មួយខ្លួនឯងមកហើយអត់ព្រមសួរគ្រូទេទៅសួរឲ្យមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិគាត់ខ្សោយ soft skill តើមានផែនការយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់បកកែ soft skill ទី1សួរគាត់តើតើគាត់ដឹងថាគាត់ខ្លួនគាត់ខ្សោយ soft skill មែនអត់ទី2សំណួរនេះបងអូនចង់តើមិត្តភ័ក្ដិបងអូនចង់ដោយបងអូនអត់ណាគាត់ចង់អត់អាហ្នឹងគឺចំណុចទី2ហើយផែនការនាំគាត់អ្វីដែលគ្រូនិយាយគឺបងប្អូនប្រជាជនយើងឥឡូវខ្ញុំឃើញច្រើនណាស់កូនសិស្សខ្ញុំច្រើនណាស់ឲ្យតែជួបគ្នាគាត់ញញឹមមុនគេគឺគាត់ញញឹមហ្មងហើយខ្ញុំទៅបរទេសហ្នឹងដឹងគេនិយាយថាម៉េចទេគេថាសម្រស់របស់កម្ពុជាគឺឋិតនៅលើប្រជាជនខ្មែរយើងមានសុជីវធម៌ហើយស្នាមញញឹមស្អាតណាស់អាហ្នឹង impression គេទី1ហ្មងបាទទី1ហ្មងបាទគេថាស្នាមញញឹមរបស់ប្រជាជនខ្មែរសុជីវធម៌របស់ប្រជាជនខ្មែរគឺជាសម្រស់របស់កម្ពុជាលុយហ្មងលុយមែនតែនហើយនៅពេលដែលប្រទេសយើងមានស្ថិរភាពប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពដូចប៉ុណ្ណេះបងប្អូនជំនាន់ក្រោយគឺថាពឺតមកសบายរៀនហ្មងហើយគ្រូបញ្ជាក់ណាលោកគ្រូកើតនៅឆ្នាំ1982ក្រោយសម័យប៉ុលពតមកដល់ថ្ងៃនេះគ្រូកសាងខ្លួនគ្រូបានប៉ុណ្ណឹងគ្រូអាចប្រកាសជាអលរិទ្ធថាលោកគ្រូគឺជាសមិទ្ធិផលរបស់កម្ពុជាក្រោយសម័យប៉ុលពតហើយបើប្រទេសយើងមិនមានសុខសន្តិភាពប្រទេសយើងមិនមានឱកាសអភិវឌ្ឍដោយសពថ្ងៃនេះទេគ្រូអត់បានរៀនទេអាហ្នឹងនិយាយរឿងស៊ីនហ្មងមែនអត់ហើយឥឡូវសប្បាយចិត្តចាំតែថ្ងៃ23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះទៅបោះឆ្នោតមួយទៀតដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចជាប្រជាជនខ្មែរអាហ្នឹងគ្រូបាទអញ្ចឹងហើយបន្តរៀនទៀតសភៅនេះក៏គ្រូទៅសេដែរសភៅនេះក៏គ្រូទៅសេដែរលោកគ្រូនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសតែគ្រូទៅនិយាយនៅអាមេរិកគ្រូឆ្លើយប្រាប់គេចេះថា I am the product of Cambodia ជាប្រដាក់ជាផលិតផលរបស់កម្ពុជាយើងអត់មានតូចតែទេយើងប្រឹងរៀនប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងមែនទេឪពុកម្ដាយយើងខំប្រឹងឲ្យលុយយើងរៀនសាលាមានគ្រូមានកុំតែស្អប់គ្រូឲ្យចង់ចេះទៅកុំសង្ឃឹមណាកុំសង្ឃឹមស្អប់គ្រូឲ្យចង់ចេះអត់ផ្លូវទេបាទហើយបងអូនចង់រៀន soft skill ប្រាប់បិទភ័ក្រផែនការមិនបាច់មានឲ្យច្រើនទេឲ្យគាត់ download mobile app របស់លោកគ្រូស្ដាប់600 clip ចេះ soft skill នឹងយកទៅណាអស់ទេអានោះមូលដ្ឋានហ្មងមូលដ្ឋានហ្មងហើយខ្ញុំមិនលាក់លៀមទេ soft skill ខ្ញុំជាច្រើនខ្ញុំរៀនចេញពីព្រះពុទ្ធសាសនាទេមង្គល038ប្រការគឺសុទ្ធតែ soft skill ទាំងអស់មិនចឹងអានោះបើយើងបកនៅក្នុងនៃ soft skill ប៉ុន្តែគឺជាព្រះធម៌មែនតើខ្ញុំនិយាយ soft skill ហ្នឹងក៏មិនគ្របដណ្ដប់ពីតម្លៃនៃព្រះធម៌ដែរបាទអញ្ចឹងសូមជូនប៉ុណ្ណឹងចា៎